quý vị, 40 triệu đồng. Đây là con số lợi nhuận trung bình hàng tháng mà anh Lâm Văn Lưu có thể thu được từ việc trồng rau. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, đây là lợi nhuận chứ không phải là doanh thu đâu ạ. Quý vị có tin không khi mà chỉ trồng rau có thể thu được con số tới hàng chục triệu đồng như vậy? Vậy bí quyết của anh Lưu là gì? Thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Không cần đất, thay vào đó những cây rau chỉ cần một chút giá thể từ sơ dừa như thế này. Cộng với hệ thống tưới tuần hoàn khép kín. Cứ như vậy, những cây rau xả lách trong vườn nhà anh Lâm Văn Lưu vẫn phát triển xanh tốt, chắc khỏe. Đây chính là điểm khác biệt ở mô hình trồng rau của anh Lưu. Trồng rau theo phương pháp thủy canh hồi lưu. Cũng chính bởi việc lựa chọn hình thức canh tác theo hướng công nghệ cao đã khiến cho anh kiếm tiền triệu mỗi ngày. Sau 2 năm từ khi mà chúng tôi về đây để xây dựng về cái mô hình sản xuất về cái rau thủy canh, thì hiện tại đến thời điểm này là chúng tôi đã đầu tư về toàn bộ về cái diện tích về thủy canh nó khoảng độ tầm 2.000 m², thì cái chi phí nó cũng rất là lớn. Nhưng mà sau khi cái đầu tư của chúng ta đã đầu tư hoàn thành rồi á, thì nó sẽ có những cái lợi ích mang lại nó rất là hiệu quả, bởi vì nó sẽ giảm được cái chi phí nhân công rất là nhiều, và ngay từ cái ngăn ngừa về cái sâu bệnh hại và chúng ta chủ động được cái thời tiết đấy, nó sẽ là một cái thắng lợi. Cái lợi nhuận và doanh thu của chúng tôi cũng đạt độ dao động khoảng độ tầm từ 30 đến 32%. Để có được thành công như ngày hôm nay, anh Lưu cũng phải bươn chải trong một thời gian rất dài. Giống như nhiều người làm nông nghiệp khác, con đường anh đi không chỉ trải hoa hồng. Trước đây, anh Lâm Văn Lưu từng có một khoảng thời gian đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Sau khi về nước, anh làm nghề cung ứng, lắp đặt vật tư cho các mô hình trồng rau nhà phố. Thì từ năm 2014 thì chúng tôi đang phát triển cũng rất là tốt về cái mô hình chuyển giao những cái mảnh vườn mini, những cái module để cho các gia đình tự trồng ở tại gia đình nhà mình, tại ban công, tại sân thượng và dưới sân nhà. Thì cũng là cái quá trình mà chúng tôi làm việc trong 2 năm đó thì cũng được cái sự đón nhận rất là hào hứng của khách hàng, để làm sao mà có được cái mảnh vườn và vừa là để mình tự chăm sóc cho nó đảm bảo cái tiêu chuẩn sạch, cũng như là để mình có được cái rau thu hoạch ăn hàng ngày. Với thị trường rộng mở như vậy, anh Lưu thu được số tiền kha khá. Những tưởng anh cứ dùng nghề này để phát triển kinh tế gia đình. Nhưng không, anh đã quyết định rẽ sang một con đường khác. Nói về cái vấn đề hạch toán về trong kinh doanh á, thì chúng tôi lắp đặt những cái mảnh vườn thủy canh để cung cấp cho người tiêu dùng ở tại các nhà phố, thì cái lợi nhuận nó cao hơn rất nhiều. Lợi nhuận cao rất, có thể gấp đôi, gấp 3 lần mà chúng tôi đầu tư như thế này. Thì nó cũng rất là đắt tiền. Mỗi một gia đình có thể phải sử dụng độ tầm 30 triệu đến 40 triệu thì mới có đủ được cái rau để cho độ tầm 3 người sinh hoạt trong hàng ngày. Chính vì vậy mà người ta phải bỏ ra một cái khoản tiền gọi là tiền cục 30-40 triệu. Mà xong cái đó thì khi mà chúng tôi xây dựng lắp đặt xong thì bàn giao lại cho khách hàng, thì cũng có nhiều người có đủ cái thời gian để chăm sóc, cũng có nhiều người không có thời gian chăm sóc. Chính vì vậy mà có thể những cái nứa rau tiếp theo hoặc là những cái mùa vụ tiếp theo thì khách hàng họ sẽ không có đủ thời gian chăm sóc được, thì nó sẽ không hiệu quả. Nhớ lại những ngày đầu chọn hướng đi mới đầy chông gai, anh Lưu cũng tự thừa nhận mình thật gan dở. Vợ anh, bố mẹ anh, gia đình anh, ai ai cũng ra sức phản đối, không muốn anh phải mạo hiểm cơ nghiệp cho một nghề còn lắm rủi ro như thế này. Nhưng anh Lưu thì luôn nghĩ, đã yêu nông nghiệp thì phải dấn thân, đã đam mê thì phải đánh đổi. Có nhiều những người là đã đầu tư ra để sản xuất về nông nghiệp công nghệ cao á. Có nhiều người thì mất nhà, có nhiều người mất xe, có nhiều người thì mất cả vợ. Thế nhưng mà nói thật là cũng phải chia sẻ là làm cái này nó phải có cái niềm đam mê. Không những cái niềm đam mê rồi, nhưng mà nó phải có khát vọng trong sản xuất nông nghiệp thì mới sản xuất được. Còn nếu mà chỉ để thích hoặc là chỉ để có tiền để đầu tư về sản xuất nông nghiệp cũng chưa đủ. Nó là những cái thử thách rất là lớn, bởi vì là đối với cái sản xuất nông nghiệp ở tại Việt Nam, nhất là cái vùng phía Bắc này, thì hiện tại thì nó vẫn đang còn có những cái rủi ro rất là cao. Nghĩ là làm, anh dốc toàn bộ hơn 2 tỷ đồng tích góp được từ thời đi lắp đặt vật tư trồng rau nhà phố để xây dựng toàn bộ hệ thống trồng rau thủy canh hồi lưu. Với tư duy đã làm phải lớn, anh quyết tâm đầu tư bài bản ngay từ đầu. Nó mất quá nhiều vốn, và trồng rau thủy canh thì bắt buộc là chúng ta phải đầu tư về nhà màng, nhà lưới thì chúng ta mới làm được thủy canh. Và cái chi phí cho toàn bộ cái hệ thống thủy canh để mà vận hành được nó thì cái chi phí nó rất là lớn. 1.000 m² cũng mất độ tầm 1.200.000 đồng. Khi chúng ta đã đầu tư nhà màng, nhà lưới rồi thì chúng ta sẽ cách ly được về vấn đề môi trường, về vấn đề khí hậu cũng như là về vấn đề sâu bệnh hại. Thì đấy là những cái mà chúng ta chi phí nó rất là ít lao động, ít nhân công. Và chúng ta cũng không phải dùng các cái thuốc bảo vệ thực vật để như vậy là phòng trừ sâu bệnh hại. Sở dĩ rau thủy canh cho chất lượng cao, không lo dư lượng các hóa chất độc hại là vì mọi yếu tố đầu vào đã được kiểm soát nghiêm ngặt ngay từ ban đầu. Trồng rau thủy canh không cần đất nên mọi chất dinh dưỡng cần thiết cho rau hấp thụ để sinh trưởng và phát triển đã được hòa tan trong nước. Yếu tố này đã loại bỏ hoàn toàn khả năng tồn dư kim loại nặng trong đất. Người trồng không cần phải dùng các loại hóa chất để bón lên rau. Sản xuất trên cái quy trình thủy canh hồi lưu như thế này á, thì cái cây rau nó phát triển cũng rất là nhanh. Nó rất là nhanh và nó đảm bảo về cái chất lượng cũng như là đảm bảo về cái độ sạch. Bởi vì tất cả về cái nguồn phân, bón, dinh dưỡng là chúng tôi đã kiểm soát qua hệ thống đầu vào. Và khi cái cây rau nó sinh trưởng và đến khi thu hoạch và đưa vào sử dụng trên bàn ăn của chúng ta thì nó đảm bảo 100% là không có bị cái dư lượng về bảo vệ thực vật cũng như là về cái phân bón hóa học. Cho nên là được cái sự đón nhận của người tiêu dùng cũng khá là tốt. Ngoài ra, hệ thống nhà màng hiện đại nhằm tạo ra một không gian riêng biệt cho vườn rau thủy canh, hạn chế tối đa những chất có hại trong không khí, cũng như sâu, bướm và các loài thiên địch. Vì thế, trồng rau thủy canh đồng nghĩa với việc anh Lưu sẽ không cần phải tiêu tốn nhiều chi phí vào nhân công lao động. Đây là lý do mà dù có tới 2.000 m² trồng rau thủy canh, nhưng trong khu vườn này chỉ cần 2 đến 3 nhân công lao động thường xuyên. Giảm bớt được cái chi phí về nhân công rất là nhiều, nó ngăn ngừa được cái sâu bệnh hại và nó chủ động được cái thời tiết mà có thể chúng ta sản xuất 4 mùa trong một năm trong cái mô hình như thế này. Và cái giá thành nó cũng rất là cao. Thì hiện tại là cái giá thành mà giữa cái rau thủy canh với lại cái rau thổ canh thì chúng tôi bán nó tương đương gần gấp đôi với cái giá thành mà rau thổ canh. Chính vì vậy nó cũng đáp ứng được, nó thỏa đáng được với những cái gì mà chúng tôi đã đầu tư ra. Bên cạnh 3 nhân công này, trợ thủ đắc lực cho anh Lâm để kiểm soát sâu bệnh hại trên rau, phải kể đến những tấm bạt vàng này. Anh ơi, tại sao trong cái luống rau của mình lại có nhiều những cái bạt màu vàng như thế này? Cái bạt màu vàng này nó là cái bẫy để dính các cái con côn trùng. Bởi vì trong cái nhóm rau này á, thì có một số cái con côn trùng, con rầy chích hút hay là con côn trùng chích hút, nó rất là thích nghi với cái màu vàng. Chính vì vậy mà khi mình căng cái bạt màu vàng này lên và mình bôi vào một cái lớp keo thì con côn trùng nó cứ lao vào đấy, nó bậu vào đấy để mình thu gom những cái con côn trùng chích hút thôi. Khi mà có cái triệu chứng như thế rồi thì bắt đầu là lá héo, lá gục này, lá gục héo. Thế nó mới, nếu mà nó mới sớm bị thì có thể là... Và đây, một trong những bí quyết góp phần vào sự thành công của anh Lâm Văn Lưu với mô hình trồng rau thủy canh như ngày hôm nay. Trong thời gian làm nghề lắp đặt các vật tư trồng rau nhà phố, anh cũng có chút kiến thức về trồng trọt để giới thiệu đến khách hàng. Nhưng rõ ràng, việc trồng rau theo quy mô hộ gia đình sẽ không thể giống hoàn toàn khi anh đưa ra sản xuất trên diện tích lớn. Vì thế mà anh cũng phải hứng chịu những thất thoát đầu tiên. Về cái kỹ thuật chuyên môn là chúng tôi cũng là những người mà có thể đang sản xuất và chuyển giao từ những cái mô hình nhỏ lẻ thôi, chứ chưa làm lớn đến mức độ như thế này. Và khi chúng tôi bắt đầu xây dựng để làm với một cái quy mô như thế này thì về cái phần kỹ thuật thì chúng tôi cũng chưa nắm chắc. Chính vì vậy đâm ra là cũng có một số những cái nứa rau đầu tiên là nó không đạt tiêu chuẩn và thậm chí là cũng có lúc là chúng tôi phải bỏ đi. nhưng vốn là người ham học hỏi, chịu khó tìm tòi, trau dồi bản thân. Anh cất công thu thập những kiến thức trong phương thức trồng rau thủy canh nói riêng và trong lĩnh vực nông nghiệp nói chung từ nhiều kênh thông tin khác nhau. Ngày đêm chúng ta phải trăn trở, phải học, phải hỏi và phải đi tìm hiểu, đi tham quan những cái mô hình. Ví dụ như là chúng tôi cũng phải mất cái thời gian đi vào Đà Lạt để họ chia sẻ với mình và họ giúp đỡ mình trong cái vấn đề về kỹ thuật. Và trên tất cả các cái khu vườn là chúng tôi đều có cái hệ thống loa phát thanh để như vậy là nhằm mục đích cho cái người nhân viên vừa làm việc và vừa nghe thu thập để thu thập những cái thông tin, những cái tài liệu để bổ sung thêm cái kiến thức sản xuất nông nghiệp cho bản thân ạ. Thì thấy là rất là tốt và cứ dần dần là cái đội ngũ công nhân ở đây họ cũng tiến bộ rất là nhanh, họ cũng áp dụng được những cái khoa học kỹ thuật từ đài truyền hình VTC16 cũng rất là nhanh và chúng tôi cũng cảm thấy là cũng tự tin hơn. Cứ như thế, chỉ sau 2 năm, anh Lâm Văn Lưu đã gây dựng được hệ thống tiêu thụ rau thủy canh rộng khắp cho mình. Tiêu biểu như chuỗi cửa hàng Bixi Cố Mát, chuỗi siêu thị Đức Thành, Cố Phút, trung tâm giới thiệu nông nghiệp sạch Nam Định. Trung bình mỗi ngày, anh thu hoạch và cung ứng được 130 đến 150 kg rau thủy canh cho các đơn vị này. Cũng là một cái sự rất là may mắn. Ngay từ những ngày đầu tiên mà khi chúng tôi đầu tư và xây dựng có những cái sản phẩm, có nứa rau đầu tiên ra thị trường á, thì tại vì cái vùng miền Bắc này cũng chưa có nhiều người làm về cái mặt hàng rau thủy canh. Cho nên là đối với các nhà bán lẻ thì họ cũng thường xuyên phải đi tìm kiếm. Thì qua những cái thông tin đại chúng thì cũng đã đẩy và đưa cái thông tin của cái sản phẩm rau thủy canh của chúng tôi lên những thông tin đại chúng. Và từ đó thì họ đã tìm kiếm về tại cơ sở của chúng tôi để tham quan cũng như là kiểm tra và đặt hàng. Và ngay từ những nứa rau đầu tiên của chúng tôi đã đi vào siêu thị. Đối với một tỉnh lẻ Nam Định thì cái hình thức thủy canh, sản phẩm từ rau thủy canh là còn mới, ban đầu khách hàng còn chưa quen, nhưng dần dần sau khi hoạt động được khoảng 4 tháng này thì cái dần dân cảm nhận thấy cái rau thủy canh nó đã khác so trước và sức tiêu thụ cũng đã thay đổi nhiều. Ban đầu thì khách hàng thì có phản ánh là nó nhạt, nhưng thực tế là dần dần người ta sẽ phải thích nghi với những cái thức ăn hay là thực phẩm nó nhạt nhưng mà cái tính an toàn nó cao hơn so với cách truyền thống. Không dừng lại ở việc cung ứng rau, anh Lưu còn đầu tư cả dây chuyền sản xuất tem mác truy xuất nguồn gốc cho rau. Thưa quý vị, như vậy là với một thao tác rất là đơn giản quét mã QR code trên sản phẩm rau xà lách thông qua chiếc điện thoại thông minh như thế này thì tôi có thể hoàn toàn dễ dàng đọc được những thông tin về sản phẩm như là tên của loại rau, đây là rau Batavia xanh, được trồng theo phương pháp thủy canh. Và ngoài ra thì ở trong hệ thống thông tin còn hiển thị rất là rõ về nơi sản xuất cũng như là người phụ trách sản xuất cho những sản phẩm này. Như vậy là tất cả những người tiêu dùng sau khi mà đọc được những thông tin hết sức minh bạch như thế này thì chắc hẳn là sẽ rất yên tâm khi tiêu dùng những loại rau như thế này. Mình thấy cái tem sản phẩm có dán nhãn mác thì mình thấy biết rõ là cái nguồn gốc xuất xứ và cái người trồng và cái nơi mà cung cấp rau. Mình cảm thấy tự tin khi mình sử dụng cái sản phẩm và mình cảm thấy yên tâm hơn. Đối với rau trồng phương pháp thủy canh ấy, thì chúng tôi mang về ăn uống là nó bảo đảm cái vệ sinh. Khi luộc lên thì các cái bỏ được các cái tạp chất, để chúng tôi mua các loại rau khác về đun nấu nó lên thì nó phải đổ nước đi, nhưng mà cái nước này ở đây tôi thấy nó yên tâm hơn. Gia đình ăn uống thấy thoải mái. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ trong thời gian qua, anh Lâm Văn Lưu liên tục đón nhận các bằng khen của tỉnh Nam Định vì có đóng góp lớn trong sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Hoài bão trong nông nghiệp của anh chưa dừng lại. Khi trong thời gian tới, anh có dự định tiếp tục mở rộng diện tích trồng rau thủy canh để đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng thực phẩm sạch ngày càng lớn của người tiêu dùng. Ngoài ra, anh còn ấp ủ ý tưởng xây dựng nông trại du lịch, nông nghiệp trải nghiệm để truyền cảm hứng nông nghiệp đến gần hơn, sâu hơn cho nhiều đối tượng khác nhau, từ các em học sinh đến cả những người trưởng thành. Đấy là cái niềm vui lớn nhất của chúng tôi. Thế còn gia đình thì cũng có lúc có thể là ngăn cản, cũng có lúc là không chia sẻ, không ủng hộ cùng một con đường đi. Nhưng mà thôi thì mỗi một người có một cái niềm đam mê khác nhau và bản thân chúng tôi thì cái mục đích cuối cùng là làm thế nào đó để có được những cái sản phẩm nông sản sạch, để cung cấp ra cho người tiêu dùng có được những bữa ăn sinh hoạt trong hàng ngày đảm bảo với cái tiêu chuẩn sạch. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng với đam mê làm nông nghiệp cháy bỏng trong anh, tin chắc trên con đường sắp tới, điều mà anh Lưu gặp được sẽ là những thành công.